Xin chào các bạn, hiện tại trên tay mình đang có một hộp của cái chiếc camera hành trình đang được phân phối tại Smart Shop. Cái chiếc máy này nó sẽ tên là Camcorder. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để trải nghiệm cái sản phẩm này. Các bạn có thể nhìn qua cái vỏ hộp của sản phẩm này. Đằng trước chúng ta sẽ có hình ảnh của thiết bị, cùng với đó đằng sau là tất cả những cái thông tin liên quan đến cái thiết bị này. Và chúng ta có thể xem những cái thông tin về độ phân giải và các tính năng nó ở đây. Bây giờ hãy cùng mở hộp ra. Ngay bên trong này thì chúng ta sẽ có sản phẩm trên tay luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng này. Sau đó là rất nhiều những phụ kiện. Đầu tiên nó là một cái camera. Camera này sẽ gắn ở phía sau xe để chúng ta xem được cái đằng phía đằng sau xe khi mà kiểm soát trên camera chính này. Tiếp theo đó là một cái cáp nối nguồn để chúng ta dùng. Lát nữa mình sẽ dùng cái cáp này để nối cho các bạn xem, vì chúng ta không sử dụng ô tô ở đây. Đây là một cái đế để chúng ta gắn vào nó và sau đó các bạn để trên cái tab ở bất cứ chỗ nào trên ô tô. Còn đây là một cái dây chúng ta sẽ nối từ cái camera sau cắm vào cái camera chính. Và còn đây nữa, đây chính là cái đầu nguồn mà chúng ta sẽ cắm vào cái đầu tàu trên ô tô. Đó, như vậy là chúng ta đã hết những cái phụ kiện rồi. Và bây giờ sẽ tiến hành lắp đặt lần lượt cái thiết bị này. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành lắp cái camera chính này vào cái đế này đã, để cho nó có thể đứng vững được mà mình không cần giữ. Các bạn lắp vào đây. Sau khi mà lắp xong thì chúng ta nhấn cái này xuống để cho nó cố định, như vậy là nó sẽ không bao giờ bị đổ nữa rồi. Tiếp theo thì sẽ là những cái phần khác. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết nối với camera đằng sau này. Các bạn nối vào cái giắc cắm này. Đó, như vậy là xong. Còn cái đầu này thì các bạn cắm vào cái bên dưới của cái thiết bị này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắm dây nguồn luôn để cho các bạn xem cái thiết bị này nó hoạt động như nào. Cái dây nguồn này bạn có thể cắm vào cái sạc điện thoại của các bạn này. Đó, như vậy là các bạn thấy là sau khi mà mình cắm thì nó sẽ khởi động lên luôn như thế này cho chúng ta. Hình ảnh đã lên trên màn hình để các bạn có thể xem. Và cái camera sau này nó sẽ hoạt động, nhìn này. Đó, các bạn thấy không? Mình di chuyển đến đâu là nó sẽ soi đến đó. Hay ở đây. Trên camera này. Đó. Hay so với cái máy này. Đó, đấy là cái việc hoạt động của camera sau. Nếu mà các bạn rút camera sau ra thì nó sẽ chỉ có một camera chính thôi. Và đây chính là cái camera chính của nó. Phía đằng sau này chúng ta sẽ thấy được cái ống kính của nó. Và các bạn thấy ở đây có một cái đèn LED để chiếu sáng này trong trường hợp tối này. Ở đây chúng ta sẽ có những cái nút bấm để sử dụng với cái thiết bị này. Và nút bấm này nó sẽ tương ứng với những cái vị trí sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có nút menu này, down, OK, up and mode. Đây là những cái phím bấm để chúng ta có thể tùy chỉnh cái thiết bị này. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách hoạt động của cái thiết bị này. Khi mà các bạn cắm vào ấy thì chúng ta chỉ cần nhấn nút OK này là bắt đầu nó thu, nó ghi hình. Và khi mà ghi hình nó hiển thị cái số dây màu đỏ ở đây đang thu được đó, rất dễ để nhìn. Và chúng ta nhấn phím OK một lần nữa là nó sẽ tắt. Sau khi mà chúng ta nhấn vào mode này, nó sẽ chuyển đổi qua cái chế độ quay và cái chế độ xem lại những hình ảnh video mà chúng ta đã quay được đó. Khi mà chúng ta xem, chúng ta nhấn vào OK này, nó sẽ cho phép chúng ta xem lại những hình ảnh mà bạn đã vừa quay được. Đó, chúng ta chỉ có hai chế độ thôi. Và khi mà các bạn nhấn vào menu này thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh những cái tính năng của cái thiết bị này. Ví dụ như là chúng ta sẽ chuyển qua cái phần cài đặt của cái file này khi mà chúng ta xem lại. Hoặc khi mà chúng ta ra ngoài camera ấy. Đây, khi mà chúng ta ra ngoài camera, chúng ta nhấn phím menu này, nó sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh độ phân giải này, hay là âm thanh và các cái tính năng trong cái chế độ phụ trợ khi mà chúng ta quay camera để xem hành trình. Bạn sẽ có hai phím, đó là cài đặt camera và cài đặt cái thiết bị này, bao gồm cả nguồn sáng của máy và các kiểu gì nữa. Thì đây, nó có thể cài đặt chúng ta cả ngôn ngữ nữa và chất lượng hình ảnh, rất nhiều thứ để cài đặt. Chúng ta có thể làm chủ được cái thiết bị này một cách vô cùng dễ dàng. Thì đây là một cái camera hành trình với cái màn hình khá là lớn như này để chúng ta xem. Với lại nó có một cái ống kính góc rộng nữa. Với ống kính góc rộng này, nó giúp chúng ta có thể quan sát được nhiều hơn không gian trong cái xe của bạn, hay là cả phía sau chúng ta có một camera nhỏ nữa. Và đây nó còn hỗ trợ chúng ta cả một đèn flash này. Vậy thì nó sẽ giúp chúng ta có thể thu được trong môi trường thiếu sáng. Hoặc là thêm cả một mic này, nó sẽ giúp chúng ta ghi âm được cả cái video đó nữa. Nói chung là một cái thiết bị rất tuyệt vời để chúng ta có thể mang lên ô tô và đi và sử dụng. Sản phẩm này đang được bán với mức giá rất phải chăng tại Smart Shop. Nếu các bạn cần thì có thể truy cập vào smartshop.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.